Laudetur Jesu Christos Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ hai ngày 6 tháng 9 gồm có Trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là sinh hoạt giáo hội và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. mỗi ngày hãy im lặng một chút và lắng nghe bớt nghe những lời vô ích và nghe lời chúa nhiều hơn kính thưa quý thính giả đây là lời đức thánh cha nhắn nhủ các tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin tại quan trường thánh phêrô trưa Chúa nhật ngày 5 tháng 9. trước khi đọc kinh truyền tin đức thánh cha đã suy tư về bài tin mừng Chúa nhật 23 thường niên 5 p thuật lại việc chúa giêsu chữa lành cho một người bị câm điếc từ tật điếc thể xác Tức Thánh Cha nói đến tật điếc nguy hiểm hơn, đó là bệnh điếc của trái tim, của nội tâm, khiến chúng ta không lắng nghe Chúa và tha nhân. Bởi vì chúng ta có quá nhiều điều để nói, nhiều việc để làm, nên luôn vội vàng, không có thời gian để lắng nghe tha nhân, nghe những nhu cầu của họ. Với Chúa cũng thế, chúng ta cầu xin Chúa nhiều điều là điều tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta lắng nghe người. Đây là điều Chúa yêu cầu chúng ta. Kính mời quý vị nghe bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di oggi presenta Gesù che opera la guarigione di una persona sordo muta. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài phúc âm của phụng vụ hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa một người bị câm điếc. Điều đánh động trong câu chuyện chính là cách Chúa đã thực hiện dấu lạ. Người dẫn anh ta ra một bên, đặt ngón tay vào lỗ tai anh ta, dùng nước miếng bôi lên lưỡi, rồi ngước lên trời, kêu lên một tiếng và nói với anh ta, Ephata, nghĩa là hãy mở ra. Trong những lần chữa lành khác, đối với các bệnh tật trầm trọng như bại liệt hay phong cùi, Chúa Jesus không thực hiện nhiều cử chỉ như vậy. Vậy tại sao Chúa làm tất cả những điều này ngay cả khi họ chỉ yêu cầu người đặt tay trên người bệnh? Có lẽ vì tình trạng của người đó có một giá trị biểu tượng đặc biệt và có điều gì đó để nói với tất cả chúng ta. Đó là gì? Tật điếc. Người đàn ông này không thể nói bởi vì anh ta không thể nghe thấy. Chúa Sư đặt ngón tay vào tay anh để chữa lành nguyên nhân khiến anh gặp khó khăn. Tất cả chúng ta đều có đôi tai, nhưng thường xuyên chúng ta không thể nghe thấy. Có một chứng điếc nội tâm mà hôm nay chúng ta có thể xin Chúa Giêsu chạm vào và chữa lành. Nó còn tồi tệ hơn một thử thách về thể lý, đó là tật điếc của trái tim. Bởi vì vội vã, vì có quá nhiều điều để nói và làm, chúng ta không thể tìm thấy thời gian để dừng lại và lắng nghe những người nói với mình chúng ta có nguy cơ trở nên không thể tiếp nhận mọi thứ và không dành chỗ cho những người cần được lắng nghe tôi nghĩ đến những đứa con những người trẻ những người già đến rất nhiều người không cần đến lời nói và những lời giảng dạy nhưng cần được lắng nghe chúng ta hãy tự hỏi khả năng lắng nghe của tôi thế nào tôi có xúc động vì cuộc sống của dân chúng không tôi có biết cách dành thời gian cho những người thân thiết với mình không đây là điều tất cả cần làm nhưng cách đặc biệt là các linh mục linh mục phải lắng nghe dân chúng không vội vã bỏ đi lắng nghe và xem có thể giúp họ thế nào nhưng chỉ sau khi lắng nghe tất cả chúng ta lắng nghe trước rồi trả lời hãy suy nghĩ về cuộc sống gia đình bao nhiêu lần chúng ta nói trước khi lắng nghe lặp lại những điệp khúc y chang nhau không thể lắng nghe chúng ta luôn nói cùng những điều giống nhau bắt đầu đối thoại lại không phải bằng lời nói mà bằng sự im lặng. Không bằng sự khăng khăng nhưng bằng cách kiên nhẫn bắt đầu lại để lắng nghe người khác, những mệt nhọc khó khăn của họ và những gì họ mang trong lòng. Chữa lành trái tim bắt đầu bằng việc lắng nghe. Điều này cũng đúng với Chúa. Đặt ra với Chúa hàng đống yêu cầu của chúng ta là điều tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu trước hết chúng ta biết lắng nghe người Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta điều này. Trong phúc âm, khi người ta hỏi Chúa điều răn thứ nhất là gì, người trả lời, nghe đây, hỡi Israel. Rồi người nói thêm, ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng và yêu thương người thân cận như chính mình. Nhưng trên hết Chúa nói, hãy lắng nghe. Chúng ta có nhớ lắng nghe lời Chúa không? Chúng ta là các kỹ tư hữu, nhưng đôi khi, với hàng ngàn lời nói chúng ta nghe hàng ngày, chúng ta không thể tìm thấy một vài giây để cho một vài lời của tin mừng vang lên trong lòng chúng ta. Chúa Giêsu là lời, nếu chúng ta không dừng lại để lắng nghe người, thì người sẽ đi qua. Thánh Augustino đã nói, tôi sợ khi Chúa đi vuột qua. Đó là nỗi lo sợ để người đi vuột qua mà không lắng nghe người. Nhưng nếu chúng ta dành thời gian cho tin mừng, chúng ta sẽ tìm thấy bí quyết cho sức khỏe tâm linh của chúng ta. Đây là liệu thuốc. Mỗi ngày hãy im lặng một chút và lắng nghe, bớt nghe những lời vô ích và nghe thêm lời Chúa. Chúng ta hãy nghe những lời của Chúa Sư nói với chúng ta hôm nay như trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội. Ephata, hãy mở ra. Chúa Sư ơi, con ao ước mở lòng đón nhận lời Chúa mở lòng mình lắng nghe, xin chữa lành trái tim con khỏi sự khép kín, khỏi sự vội vàng và thiếu kiên nhẫn. Xin Đức Thánh Trinh Nữ Maria, đấng đã mở lòng nghe lời đã trở thành xác thịt trong lòng mẹ, giúp chúng ta mỗi ngày biết ngoan ngoãn, kiên nhẫn và chú ý lắng nghe lời con của mẹ trong tin mừng và nơi các anh chị em của chúng ta. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin. <laughs> De Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus frutu ventis tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus frutu ventis tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen. verbo un caro factum est. Et nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tua mulieribus e benedicto frutto ventis tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen. Ora pro Santa Dei Genitrix. tutti digni ficiamur promissionibus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ tuyên phong chân phước tại Catamarca, Argentina, hôm thứ Bảy ngày 4 tháng 9, cho Đức Cha Magmeto Esquil. Người Nhật Thành loan báo lời Chúa để xây dựng cộng đoàn giáo hội và cộng đồng dân sự. Đức Thánh Cha xin tấm gương của chân phước giúp chúng ta luôn kết hiệp lời cầu nguyện và việc tông đồ với việc phục vụ hòa bình và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha tiếp tục đưa ra lời kêu gọi các nước đón tiếp người dân Afghanistan đang tìm nơi ẩn náu. Ngài nói: Tôi cầu nguyện cho những người dễ bị tổn thương nhất trong số họ. Tôi cầu nguyện để nhiều quốc gia sẽ tiếp đón và bảo vệ những người đang tìm kiếm một cuộc sống mới. Tôi cũng cầu nguyện cho những người phải di dời trong nước để họ được hỗ trợ và bảo vệ như họ cần. Đức Thánh Cha cũng cầu mong những người trẻ Afghanistan được giáo dục một thiện ích thiết yếu cho sự phát triển con người. Ngài cũng mong ước tất cả người dân Afghanistan, dù ở quê nhà, đang quá cảnh hay ở các nước đón tiếp họ, được sống với phẩm giá trong hòa bình và trong tình huynh đệ với láng giềng của họ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chúc mừng năm mới và hai ngày lễ xá tội và lễ liều của người Do Thái. Sau đó, Ngài thông báo, Ngài sẽ đến Budapest để kết thúc Đại hội Thánh thể quốc tế. Và tiếp đến, Ngài sẽ thăm Slovakia vài ngày Đức Thánh Cha chào và cảm ơn những người đã chuẩn bị cho chuyến viếng thăm, cũng như chào những người đang mong đợi Ngài và cả những người Ngài mong gặp gỡ. Đức Thánh Cha xin tất cả đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện. Ngài phó thác những cuộc viếng thăm cho lời chuyên cầu của những anh hùng tuyên xưng đức tin, những người đã làm chứng cho tin mừng giữa bách hại và thù ghét tại những nơi Ngài sẽ đến viếng thăm. Đức Thánh Cha nói, Chớ gì các ngài giúp châu Âu làm chứng cho tin vui của Chúa, đấng yêu thương chúng ta và cứu độ chúng ta, ngay cả ngày nay, không phải bằng lời nói, nhưng trên hết bằng việc làm, bằng những việc làm của lòng thương xót và sự tiếp đón. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho người dân Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi siêu bão, xin Chúa đón nhận các linh hồn đã qua đời và nâng đỡ những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch thiên nhiên. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ mẹ Teresa Calcutta, ngày chào các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ dấn thân phục vụ trên thế giới cách anh hùng. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội từ Đại hội Thánh thể ở Pháp đến Đại hội Thánh thể quốc tế ở Budapest. Kính thưa quý thính giả, từ Chủ nhật ngày 5 tháng 9, Giáo hội Hoàn Vũ sẽ hướng về thủ đô Budapest của Hungary, nơi sẽ diễn ra Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 với chủ đề Mọi nguồn mạch của con ở nơi người. Đại hội sẽ kết thúc vào Chủ nhật 12 tháng 9 với thánh lễ do Đức Thánh Cha Chủ tế tại quảng trường Anh Hùng. Lẽ ra, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 đã diễn ra trong năm 2020, theo thường lệ 4 năm sau lần tổ chức trước đó tại Chipu, Philippines, nhưng do đại dịch nên được dời lại đến tháng 9 năm nay. Hungary đã chờ đợi gần một thế kỷ để có thể một lần nữa tổ chức sự kiện quan trọng này Lần đầu tiên quốc gia đứng ra tổ chức đại hội thánh thể quốc tế là vào năm 1938, dịp tất nước kỷ niệm 900 năm ngày qua đời của vua thánh Stefano, vị sáng lập quốc gia và giáo hội Hungary. Mục đích của đại hội thánh thể là thúc đẩy nhận thức về vai trò trung tâm của bí tích thánh thể trong đời sống và sứ vụ của giáo hội công giáo và cũng là dịp giúp tín hữu chú ý đến chiều kích xã hội của bí tích thánh thể trong buổi tiếp kiến các tham dự viên khóa học toàn thể của ban tòa thánh về các đại hội thánh thể năm 2018, Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh ba ý nghĩa đặc biệt của các đại hội thánh thể trong bối cảnh xã hội tân tiến bị tục hóa và cần được tái truyền giảng tin mừng. Đó là tăng cường tình hiệp thông với Chúa Kitô thánh thể, sống trong Chúa và cùng với Chúa trong bác ái và trong sứ vụ huy hiệu đại hội thánh thể quốc tế budapest trên cùng là thánh giá từ đó chạy xuống những nguồn suối ân phúc huy hiệu này được trưng bày tại nơi cử hành đại hội đức hồng y peter eddu tổng giám mục của estegon budapest giải thích về huy hiệu nơi thánh giá truyền giáo trên huy hiệu, chúng tôi đã gắn các xương thánh, các chân phước và các vị tử đạo của thế kỷ 20 thuộc nhiều dân tộc, tất cả trong cùng một thánh giá, nghĩa là trong cùng đức tin nơi Chúa Kitô là một và duy nhất. Đó là một giáo huấn quan trọng. Các giáo sứ ở Budapest, nơi có chân thánh giá ấy, đã thu hút đông đảo các tu sĩ và giáo dân, cả những người từ nước ngoài, không phải là người Hungary. Bài ca chủ đề Nội dung bài hát là sự kết hợp giữa cũ và mới, vì đây là phiên bản cập nhật bài hát gốc được viết cho Đại hội Thánh Thể năm 1938, lần sau cùng Budapest tổ chức sự kiện quan trọng này. Tại đại hội lần đó, Đức Hồng Y Eugenio Pacelli, giáo hoàng Pio thứ 12 tương lai, đã tham dự với tư cách là vị đại diện giáo hoàng. Đại hội đã diễn ra trong bầu khí căng thẳng và sợ hãi do Thế chiến thứ hai vì thế bài hát có nội dung khẩn cầu cho hòa bình và sự thống nhất của các dân tộc. Bài hát đã trở nên rất phổ biến đối với người Công giáo Hungary và hơn thế nữa còn được hát trong thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự vào ngày 1 tháng 6 năm 2019 tại đền thánh Đức Mẹ Sumeljuc trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Romania. Đại hội thánh thể đầu tiên được tổ chức vào năm 1881 ở Lille miền bắc nước Pháp. Trong lần đầu tiên đó có khoảng 8.000 người đến từ các nước châu Âu, châu Mỹ và châu Á đã tham dự đại hội này, trong đó có hơn 4.000 người đã tham dự cuộc rước thánh thể. Nhân dịp đó, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã công bố một văn kiện đặc biệt ca ngợi sáng kiến này và đã khích lệ tái diễn. Sau đó, trong một thế kỷ rưỡi, phong trào thánh thể này đã lan rộng khắp thế giới. Tuần cử hành này được diễn ra với các sự kiện, hội nghị, thánh lễ, các hoạt động văn hóa, thiên liêng, mục đích nhằm đầu sâu sự hiểu biết và tôn sùng thánh thể, kho tàng quý giá của đức tin Kitô giáo. Ngay từ đầu, các vị giáo hoàng đã quan tâm và nhiệt thành theo dõi các đại hội thánh thể quốc tế, khích lệ và hướng dẫn. Trong số 25 lần đại hội đầu tiên từ năm 1881 đến năm 1914, có 11 đại hội diễn ra tại Pháp, 5 tại Bỉ và một tại các nước Thụy Sĩ, Ý, Anh, Đức, Tây Ban Nha, áo Manta, canada jerusalem năm 1893. Chính tại đây lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng cử một vị hồng y đặc sứ đến chủ tọa. Trong 25 đại hội đầu tiên đó, khí cạnh hội nghị được nhấn mạnh nhiều hơn, nhưng có kèm theo các buổi cử hành như chầu đền tạ thánh thể dưới nhiều hình thức khác nhau. Thánh Giáo Hoàng John Follower II đã tham dự đại hội thánh thể được tổ chức vào năm 2000 tại Roma trong khuôn khổ của năm thánh. Nhà sử học Christian Sorenn chuyên gia về công giáo tại Đại học Lý Ông II, thành viên của Ủy ban Tòa Thánh về Khoa học lịch sử, đã theo dõi những tiến triển của các đại hội thánh thể kể từ nguồn gốc cách đây 140 năm. Trong một cuộc phỏng vấn của Vatican News, giáo sư Christian Soren cho biết những chi tiết liên quan đến đại hội thánh thể quốc tế này. Thưa giáo sư, đại hội thánh thể là gì? Đây là một hành động suy tư và tôn thờ. Trong dịp này, chúng ta nói về thánh thể hiểu chỗ đứng của thánh thể trong xã hội hiện nay, đồng thời thể hiện việc tôn thờ qua việc cử hành thánh lễ và rước kiệu thánh thể, một tâm tình sùng kính thánh thể. Đại hội thánh thể có từ khi nào? Sứ vụ ban đầu của đại hội là gì? Đây là ý tưởng của một phụ nữ trẻ người Pháp, Emily Tamizier, trong những năm 1870-1880. Theo thời gian, đại hội thánh thể đã được canh tân như thêm vào cuộc hành hương là các buổi làm việc và suy tư. Khoảng thời gian 1870-1880 là thời kỳ khủng hoảng sau chiến tranh Pháp-Đức và rộng lớn hơn là hậu quả của cuộc cách mạng Pháp. Đối với Emily Tamizia, vấn đề đặt ra là khôi phục lại việc tôn thờ thánh thể để cứu và bảo vệ xã hội khỏi những tệ nạn kéo theo từ cuộc cách mạng. Nhưng làm thế nào mà đại hội nhanh chóng trở thành sự kiện mang tầm quốc tế? Ngay từ đầu, sự kiện đã chứng tỏ tầm mức quốc tế khi diễn ra lần đầu tiên vào năm 1881 ở Lille, những người công giáo ở miền Bắc nước Pháp khi đó đã rất năng động. Nhưng quan điểm quốc tế này đã được công bố nhiều hơn so với thực tế. Trong 20 năm đầu tiên, ở các đại hội, các tham dự viên chủ yếu đến từ Pháp, Bỉ hoặc Thụy Sĩ. Vào đầu thế kỷ thứ 20, chiều kích quốc tế được khẳng định. Năm 1905, được cử hành tại Roma, Năm sau đó, Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm một vị phụ trách một cách có hệ thống cho sự kiện này ở các thủ đô lớn ở châu Âu, không nhất thiết là thủ đô công giáo như London chẳng hạn. Sau đó, băng qua các đại dương, năm 1910, đại hội được tổ chức tại Montreal. Chiến tranh thế giới thứ nhất tạm dừng, và sau đó năm 1920, phong trào đại hội thánh thể đã được lan rộng toàn cầu. Vậy những lần tổ chức đại hội thánh thể có phải là những cuộc tụ họp đầu tiên đông đảo của người công giáo không? Không phải, bởi vì cuộc hành hương ở thế kỷ thứ 19 đã quy tụ một số lượng người đáng kể, nhưng các cuộc tập hợp này là một hình thức mới, hiện đại và người tham gia tích cực hơn. Ngay từ đầu, ngoài các buổi làm việc, một mục tiêu được nêu ra đó là quan tâm thực sự đối với xã hội. Hơn nữa, trọng tâm của các đại hội thánh thể là những luận đề về vương quyền xã hội của Chúa Kitô. Điều này sẽ đưa đến thời Đức Pio thứ 11 thiết lập lễ Chúa Kitô vua. Ngoài Katas vào năm 1930, không có đại hội thánh thể nào trên lục địa châu Phi nữa. Tại sao? Đại hội diễn ra tại Katas đã được thảo luận nhiều vì sự kiện đã được tổ chức trong vùng đất hồi giáo và thuộc địa. Vào thời điểm đó, hai điều này có thể tạo ra những căng thẳng ở các quốc gia mới nổi. Nhưng châu Phi không được tổ chức đại hội thánh thể phần lớn là vì những lý do kinh tế và hậu cần. Các giáo hoàng bắt đầu tham dự đại hội thánh thể từ khi nào? Từ năm 1906 ở mỗi đại hội có một đặc sứ của Đức Giáo Hoàng. Năm 1964, đại hội thánh thể tại Bombay, Ấn Độ, lần đầu tiên một vị giáo hoàng tham dự là Đức Thánh Giáo Hoàng Paul VI. Bối cảnh diễn ra đại hội rất đặc biệt, đó là công đồng đang diễn ra. Các đại hội trước đó 1950-1960 với số người tham dự lên đến, đến 1 triệu, bị cho là không phù hợp vì tỏ ra một giáo hội lạc lõng với thực tế. Vì thế, đại hội tại Bombay bao gồm nhiều thách đố, Đặc biệt là tại vùng đất mà nạn đói đứng đầu trong thế giới thứ ba. Từ năm 1964, trừ một số ngoại lệ hiếm hoi, tại đại hội thánh thể các giáo hoàng đều tham dự. Sự hiện diện của một vị cha chung là sự khích lệ mạnh mẽ cho các đại hội, từ nguồn gốc vốn là sáng kiến của cá nhân dần dần phát triển thành sáng kiến được tòa thánh ủng hộ. Ngày nay đại hội thánh thể được đón nhận như thế nào? Đương nhiên là đứng về phương tiện truyền thông sự kiện này ít được quan tâm. Nhưng so với trước đây có sự khác biệt. Đại hội thánh thể có sự liên kết với bối cảnh xã hội. Ví dụ Rocklaw năm 1997 ở Ba Lan không có tiếng vang như ở Dublin năm 2012 trong một giáo hội đang gặp khủng hoảng. Thách đố là suy tư vai trò của công giáo trong các xã hội châu Âu bị tục hóa, bị bất ổn do các phong trào di cư dân túy. Trong những ngày này, người công giáo sẽ gặp nhau ở Budapest của Hungary, không thể bỏ qua những bối cảnh chính trị và xã hội này cũng như những người công giáo năm 1881 không thể bỏ qua bối cảnh của xã hội thời đó. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo hội tuần qua Đức Thánh Cha nhìn nhận nhân đức anh hùng của bà mẹ trẻ người Ý chết vì bảo vệ thai nhi của mình. Vatican ngày 30 tháng 8 trong cuộc tiếp kiến Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thanh Cha đã phê chuẩn các xác lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của một người nam và hai người nữ, bao gồm Maria Cristina Mocellin, người mẹ trẻ ba con đã chết vì bệnh ung thư sau khi trì hoãn hóa trị để cứu đứa con chưa chào đời của mình. Mocelli sinh tại tỉnh Milano của Ý vào năm 1969 Mặc dù được phát hiện có khối u ở chân trái, cô vẫn tiếp tục học hết trung học và kết hôn với Carlo vào năm 1991. Cô đã có hai con. Tuy nhiên, khi cô mang thai đứa con thứ ba, khối u lại xuất hiện. Mặc dù đã trải qua cuộc phẫu thuật để loại bỏ khối u, nhưng Mocelli đã quyết định không điều trị hóa chất để không gây nguy hiểm đến tính mạng của con mình. Cô đã viết trong một lá thư kể về những khoảnh khắc này với Ricardo sinh năm 1994. Mẹ mạnh mẽ phản đối việc loại bỏ con, đến nỗi bác sĩ đã hiểu tất cả và không nói gì. Ricardo, con là một món quà tuyệt vời. Con là một món quà đối với mọi người. Vào buổi tối hôm đó, trên xe từ bệnh viện trở về, con đã động đậy lần đầu tiên. Dường như con đang nói với mẹ, cảm ơn mẹ đã yêu con. Và làm sao ba mẹ có thể không muốn có con được? Con thật đáng quý. Và khi mẹ nhìn con và thấy con thật xinh đẹp, lành lợi, đáng yêu, Mẹ nghĩ trên đời không có nỗi khổ nào lại không đáng gánh chịu vì một người con. Các liệu pháp sau đó không thể điều trị được căn bệnh ung thư, căn bệnh đã di căn và Mocelli qua đời vào năm 1995 ở tuổi 26. Đức Thánh gia Francisco cũng ký các sắc lệnh chứng thực các nhân đức anh hùng của Enrica Beltrame Quattrochi, con cái út của chân phước Lugi Beltrame Quattrochi và vợ là Maria Corsini, và sinh ra tại Rome vào năm 1914 và mất năm 2012. Cuối cùng là cha Placido Cortese thuộc dòng Francisco, một linh mục người Ý, người đã giúp đỡ việc vượt ngục của các tù nhân đồng minh và người dân, kể cả người Do Thái, bị bách hại bởi Đức Quốc xã. Sau đó, cha bị bắt, bị tra tấn và bị giết ở Trieste vào năm 1944. Đức Thánh Cha phê chuẩn các quy định mới liên quan đến kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Phaero Vatican. Từ ngày 28 tháng 8, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn những quy định chuyển tiếp cho Kinh Sĩ Đoàn đền thờ Thánh Phêrô, các quy luật mới nhấn mạnh sứ vụ phụng vụ và mục vụ của các kinh sĩ của đền thờ, được thực hiện chủ yếu vào các ngày Chủ Nhật và các ngày lễ trọng. Các quy định sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Kinh Sĩ Đoàn đền thờ Thánh Phêrô là một tổ chức đã có lịch sử cả ngàn năm, bao gồm một tập thể các linh mục được Đức Thánh Cha chỉ định làm các kinh sĩ và cũng có một số người khác cộng tác. Kinh sĩ đoàn được Đức Leo thứ 9 thành lập như là một tổ chức vào năm 1053, nhưng đã hiện diện trước đó hàng thế kỷ, có sứ vụ cử hành phụng vụ như các đan sĩ tại các đan viện. Đến thời của Đức Pio thứ 4, tổ chức này được dần dần trở thành một cộng đoàn độc lập, chuyển từ cơ cấu đan viện sang cơ cấu kinh sĩ. Ngay từ ban đầu, các hoạt động của các kinh sĩ đoàn bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, từ phụng vụ đến quản lý hành chính đối với tài sản của đền thờ và các nhà thờ phụ của nó từ hoạt động mục vụ với việc chăm sóc các khu vực bọt đến các công việc từ thiện với các dịch vụ phúc lợi khác nhau. Từ thế kỷ thứ 16, khi việc xây dựng đền thờ mới bắt đầu, lịch sử của kinh sĩ đoàn được gắn liền với lịch sử của cơ quan đặc trách đền thờ Thánh phê Hiện nay, kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh phê đang trong quá trình cải cách. Mục đích của những quy luật chuyển tiếp là để hỗ trợ việc bắt đầu cải cách khi quy chế của nó đang được sửa đổi các quy định mới đề cập đến việc các kinh sĩ cũng như những người cộng tác không được nhận lương bổng cho sứ vụ này khi đã nhận lương tại một cơ quan khác của giáo triều Roma và trong các cơ quan khác có liên hệ với tòa thánh. Các quy định mới cũng đề cập đến một số việc điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế trước đây thuộc kinh sĩ đoàn, cũng như việc trả lương cho các kinh sĩ, nay được chuyển sang cho cơ quan đặc trách định thờ thánh Pharaoh tháng 10 năm 2007, Đức Biển Đức 16 đã nhắn nhủ kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Phaero rằng hoạt động của tổ chức này trong đền thờ là khám phá lại chức năng nguyên thủy của nó, trên hết là sứ vụ cầu nguyện. Ngài nhấn mạnh đây chính là bản chất và sự đóng góp mà giáo hoàng mong đợi nơi họ. Tỷ lệ người Ý tin tưởng Đức Thánh Cha gia tăng Roma ngày 30 tháng 8, báo repubblica của Ý đã cho biết kết quả của một cuộc khảo sát toàn quốc cho thấy mức độ tín nhiệm của người dân Ý đối với Đức Thánh Cha rất cao và đã tăng 10% kể từ năm 2018. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7, phỏng vấn những người từ 18 tuổi trở lên do Demos NP thực hiện, cho thấy cứ 4 người Ý thì có 3 người tin tưởng Đức Thánh Cha. Đáng chú ý, các kết quả cho thấy sự tin tưởng này trải rộng trên phạm vi chính trị, và nó bao gồm cả những người thường xuyên tham dự thánh lễ cũng như những người không tham dự, mặc dù ở các mức độ khác nhau. Kết quả khảo sát cho thấy rằng 91% người Ý thường xuyên đi lễ tin tưởng Đức Thánh Cha dù nhiều hay ít. 82% những người thỉnh thoảng đi nhà thờ cũng tin tưởng Ngài, trong khi sự tin tưởng nơi những người không thực hành đức tin là 52%. Tuy nhiên, trong khi mức độ người dân Ý tin tưởng Đức Thánh Cha ở tỷ lệ cao, thì tình cảm đối với giáo hội Ý lại không đạt kết quả cao. Trong khi 81% những người đi nhà thờ thường xuyên tin tưởng vào giáo hội, thì mức độ tin tưởng chỉ đạt 42% nơi những người thỉnh thoảng đến nhà thờ và 11% ở những người không thực hành đức tin. Bình luận về kết quả cuộc khảo sát, Ilvo Diamati, một nhà xã hội học và nhà khoa học chính trị người Ý, nhắc lại rằng, khi Đức Thích Cha được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã đạt được mức độ yêu quý kỷ lục gần 90% vì sự mới mẻ mà Ngài mang lại trong ngôn ngữ và phong cách Ông Diamanti nói rằng mức độ mến mộ của ngài đã giảm từ năm 2016 trở đi và cuối cùng xuống mức thấp nhất là 72% vào năm 2018. Mức thấp này là do sự ủng hộ của Đức Thánh Cha đối với người di cư và người nghèo trên thế giới. Sự mến mộ dành cho Đức Thánh Cha cũng giảm do các vụ bê bối tài chính ở Vatican. Những vụ bê bối này đã dẫn đến việc Đức Hồng Y Angelo Becciu hai giáo sĩ khác và bảy giáo dân bị đưa ra xét xử với các tội danh bao gồm là tham ô, danh lệnh, tham nhũng, rửa tiền và giả mạo nhân chứng. Tuy nhiên, ông Diamanti lưu ý rằng sự tín nhiệm đối với Đức Thánh Cha và sự tin tưởng của người Ý đối với Ngài đã tăng lên trong đại dịch COVID-19, trong thời gian mà Ngài đã thể hiện quyền lãnh đạo tinh thần quan trọng đối với mọi người khi họ cần nhất tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi G20 quan tâm đến tự do tôn giáo ở Afghanistan. Roma Nhận thấy vi phạm tự do tôn giáo ở Afghanistan gia tăng sau khi Mỹ và NATO rút quân, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi các nhà chính trị của G20 quan tâm đến tự do tôn giáo ở Afghanistan bằng cách bổ nhiệm một đặc phái viên về tự do tôn giáo tại quốc gia này. Trong một tuyên bố, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ viết, chương trình nghị sự ngoại thường của G20 về Afghanistan phải bao gồm một điểm dành riêng cho sự tôn trọng quyền cơ bản về tự do tôn giáo, bởi vì đây là thước đo tôn trọng đối với tất cả các quyền khác của con người. Tổ chức cho biết ở Afghanistan, ngay cả khi trước đây trong lãnh thổ có sự hiện diện của quân đội nước ngoài, những kẻ khủng bố Taliban và một phần lớn dư luận vẫn coi Kitô giáo là một tôn giáo của Tây phương và ngoại lai. Vì lẽ đó, các Kitô hữu Afghanistan buộc phải thực hành đạo một cách riêng tư hoặc theo nhóm nhỏ trong nhà riêng ai tuyên bố công khai mình là Kitô hữu hoặc cải đạo từ Hồi giáo sang Kitô giáo có thể bị kết án tử hình vì tội bội giáo. Hiện nay, số phận tương tự như vậy cũng xảy ra, và thậm chí còn hơn thế nữa đối với các nhóm tôn giáo thiểu số. Xem xét hiệu quả của Ủy ban châu Âu bổ nhiệm ông Christos Stylianis làm đặc phái viên của châu Âu về tự do tôn giáo hồi tháng 5 vừa qua, đồng thời quan sát hoạt động hiện nay của thánh chiến toàn cầu và cuộc họp ngoại thường về Afghanistan, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho rằng tình hình ngày càng cấp bách. Vì vậy, tổ chức đề nghị chính phủ Ý hiện đang giữ vai trò chủ tịch G20, thiết lập đặc phái viên về tự do tôn giáo, vừa để đảm nhận một vai trò ở cấp độ quốc tế, vừa để xác nhận rằng quyền tự do tuyên sưng Đức Tiên được Điều 19 của Hiến pháp Ý công nhận, không giới hạn trong biên giới quốc gia, nhưng hơn nữa, phải được thúc đẩy trên bình diện quốc tế, quốc gia và địa phương như một quyền bất khả xâm phạm của mỗi người tổ chức thuộc quyền giáo hoàng kết luận. Trong mọi hành động song phương hoặc đa phương, chính phủ Ý phải cam kết lâu dài việc tôn trọng tự do tôn giáo của mỗi quốc gia hướng lợi từ chính sách đối ngoại của chúng ta nhằm hỗ trợ sự phát triển. Đức Thánh Cha khẳng định Ngài không nghĩ đến việc từ nhiệm. Vatican trả lời phỏng vấn ông Carlo Herrera trên Radio Cope tiếng Tây Ban Nha về việc báo chí trong những ngày gần đây đưa tin rằng Ngài sẽ từ chức, Đức Thánh Cha khẳng định điều đó thậm chí còn không xuất hiện trong ý nghĩa của tôi nữa. Trong cuộc phỏng vấn nói về cuộc phẫu thuật đại tràng hồi đầu tháng 7, Đức Thánh Cha nói rằng một y tá đã cứu mạng ngài. Một y tá của Vatican đã giải thích với Đức Thánh Cha là ngài nên được phẫu thuật, bên cạnh những người khác cho rằng ngài chỉ cần uống kháng sinh. Ngài nói rằng đây là lần thứ hai một y tá cứu ngài. Lần thứ nhất là vào năm 1957 khi còn ở Trung Việt, khi ngài bị dịch cúm và được đưa đến bệnh viện, người ta đã rút nước từ phổi của ngài một nữ tu y tá đã cho ngài dùng gấp đôi số kháng sinh bác sĩ yêu cầu và điều đó đã cứu ngài. Về chuyến thăm Budapest và Slovakia sắp tới, Đức Thánh Cha cho biết ngài sẽ phải cẩn thận, nhưng cuối cùng nó sẽ giống như những chuyến tông du khác. Nhà báo Herrera đặt câu hỏi về việc khi Đức Thánh Cha có vấn đề về sức khỏe, giới truyền thông, đặc biệt của Ý, nói về việc từ nhiệm. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài chỉ biết báo chí nói về việc Ngài từ nhiệm vài ngày sau, và Ngài nhận xét, bất cứ khi nào một giáo hoàng bị bệnh, thì luôn có một làn gió thoảng hoặc một cơn cuồng phong về mật nghị. Đức Thiên Trà nói thêm vào cuối cuộc phỏng vấn, tôi không biết họ lấy đâu ra thông tin từ tuần trước rằng tôi sẽ từ nhiệm. Họ đã hiểu từ ngữ nào tại đất nước của tôi. Đó là nơi mà tin tức phát đi. Và họ nói rằng đó là một sự chấn động khi nó thậm chí còn không xuất hiện trong tâm trí của tôi. Khi có những diễn giải hơi méo mó về một số từ ngữ của tôi, tôi giữ im lặng bởi vì cố gắng giải thích chúng thì còn tệ hơn. Những chuyến tông du hải ngoại có thể trong năm nay của Đức Thánh Cha. Roma. Với những đồn đoán về việc Đức Thánh Cha có thể sắp từ nhiệm với tình trạng sức khỏe phục hồi tốt sau ca phẫu thuật hồi đầu tháng 7, chương trình viếng thăm các nước của Đức Thánh Cha cho cuối năm 2021 dường như không giảm đi nhưng lại gia tăng. Cụ thể, báo chí đang nói về việc ngài sẽ thăm đảo Sip và Hy Lạp vào tháng 11, bên cạnh việc thăm Malta, nơi ngài dự định thăm vào cuối tháng 5 năm ngoái nhưng đã phải hoãn lại do đại dịch trích dẫn một số nguồn tin từ Vatican, báo trực tuyến Religion Digital cho biết, vào ngày mùng 1 tháng 11, trong một chuyến thăm kéo dài vài giờ, Đức Thánh Cha sẽ đến Glasgow để tham gia hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26. Và sau đó, vào tuần thứ ba của tháng 11, Ngài sẽ thực hiện chuyến thăm Hy Lạp, đảo Ship và Manta, trong đó Ngài sẽ tìm cách nêu bật vấn đề di cư. Tuy nhiên, báo Fide News của đảo Ship khẳng định rằng Đức Thánh Cha sẽ thăm đảo quốc này từ ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 12. Fida News cho biết rằng chương trình của chuyến viếng thăm vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng đã đạt được những yếu tố thiết yếu. Đức Thánh Cha dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nico Anastasiades và Đức Thường phụ Thomos II, giáo chủ giáo hội chính thống ship. Ngoài ra, Ngài có thể cử hành thánh lễ tại một sân vận động. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh ông Matteo Bruni không xác nhận cũng không phủ quyết về chuyến viếng thăm đảo ship. Ông trả lời email cho hãng tin AP rằng, một số giả thuyết về chuyến viếng thăm đang được nghiên cứu cho mùa thu, nhưng còn quá sớm để nói về chúng. Sau chuyến viếng thăm Vatican vào năm 2019, Tổng thống Nico Atanasiades của đảo Ship nói rằng ông đã mời Đức Thánh Cha thăm nước này và Ngài vui lòng nhận lời. Đức Biển Đức 16 là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm đảo Ship vào năm 2010, nơi đa số Kitô hữu là tín hữu chính thống Hy Lạp, nhưng cũng có một cộng đoàn công giáo theo nghi lễ Latin, tuy bé nhỏ nhưng sống động. Họ là các tín hữu đã tham gia cuộc thập tự chinh và đã đến định cư trên đảo này sau khi Jerusalem bị thất thủ vào thế kỷ thứ 12. Đảo Ship là điểm dừng chân ban đầu trong chuyến hành trình truyền giáo đầu tiên của Thánh Phaolô vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Tại đây, Ngài đã cải đạo cho Sergio Paulo, thống đốc La Mã của đảo. Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Lauretto Jesu ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.